Vân và Vương Thị Sơn xin kính chào quý vị, xin kính mời quý vị theo dõi phóng sự đại lễ Phật đản dương lịch năm 2024, Phật lịch 2568 tại chùa Phú Hậu, Block C, Mississippi, tổ chức vào buổi trưa chủ nhật ngày 12 tây tháng 5 năm 2024. Đây là lần đầu tiên ban phóng sự SBTN được hân hạnh tham dự vào chương trình đại lễ chính mừng Phật đản. Được biết, lúc 8 giờ tối hôm qua, thứ Bảy ngày 11 tây tháng 5, đã có đêm hoa đăng cầu nguyện. Sáng hôm nay đã có bài pháp thoại của Thượng tọa Giảng sư Thích Pháp Hoàng. Nhiều sư thảo đồng tử đã có đường đi rồi. Và hiện bây giờ, trong cái xã hội, có rất nhiều những cái biến động. Những cái quan trọng là chúng ta giữ được cái tâm vững chắc của mình với sự tiêu thật. Và không có gì bằng sự thật chân thật. Cho nên trong mùa Phật đản này, mỗi người Phật tử chúng ta hãy phát nguyện nhân lên Đức Phật, chúng ta Đức Phật ôn. Thế giới đang biến động rất là loạn ở trong tâm người, trong đời sống. Con xin phát nguyện giữ gìn đạo tâm. Và trưa hôm nay, chủ nhật ngày 12 tây tháng 5, đại lễ đã được cử hành long trọng. Mở đầu đại lễ là cuộc cung ninh chư tôn Đức Quang Lâm Chánh Điện và các nghi thức trang nghiêm diễn tiến. Xin mời quý Phật tử chúng ta đứng lên chắp tay và cung thỉnh chư tôn Đức Thanh Ni Quan Lâm. Sửa soạn hoa đăng, thiết lập lễ đài, cử hành đại lễ
để tưởng nhớ công ơn chư thánh tự đạo, các đồng bào chiến sĩ trận vong đã nằm xuống cho quê hương đất nước Việt Nam, cầu nguyện cho thế giới hòa bình, kính dân an lạc. Kính mời chư tôn thiền đức và quý vị hãy lắng đồng công tư tắm gọi trong nguồn suối từ bi của mười phương chư Phật, đem hương lành rải khắp nhân gian bằng phúc nhập từ bi quán. Phúc nhập từ bi quán bắt đầu. Chuyển hóa tám độc
tham sân si, thành tám vô lậu học, giới định tuệ, kiến tạo chánh bảo trang nghiêm thanh tịnh, để hình thành ý bảo hòa bình, an lạc như kinh Di Ma Cực đã dạy, tâm bình thế giới bình. Kính mừng đại lễ Phật đản Phật lịch 2568. Chúng con và toàn thể quý vị Phật tử nhất tâm cầu nguyện cho chiến tranh được chấm dứt, hận thù tiêu tan, mọi người càng tinh tiến tu tập, thể nhập từ bi tam muội, lan tỏa tình yêu thương đến với chúng sanh và loài, thắp sáng thế gian này bằng ánh sáng từ bi và trí tuệ. Với tất cả ý nghĩa thiêng liêng của ngày kỷ niệm Đức Thế Tôn giáng thế, chúng con nguyện cùng cả nhân loại chung sống vì tha, kiến tạo thế giới hòa bình an lạc. Kính chúc chư tôn thiền đức và quý vị đồng hương Phật tử xa gần đón một mùa Phật đản vô lượng cao tường, thành tựu viên mãn các Phật sự trong ảnh hào quang của mười phương chư Phật. Nam mô Lâm Tiền Ni Viên Vô Thọ Hà Thì Hiện Đàn Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trân trọng kính chào toàn thể liệt quý vị. Vương Kỳ Sơn tường trình từ chùa Phú Hậu, Biloxi, Mississippi.